边花舞空，偏想看第二片天空，圆圆环环跌入迷宫，看着时间失控，光与影再不相逢，尽化做奇梦，仍然放纵浮世，任我掌控。谁人能像我不断为梦幻喝彩，而此刻始终相信有希望存在，让我抱紧感觉，就算看不见将来，隔两个空间都可以相爱。谁人又像我执着梦幻没变改，而此刻始终相信最好是期待，用半生精彩来埋没感慨，横渡那星海，换一个未来。Anh ơi, hoan nghênh anh trở về. Thượng Hải đối với anh thì còn xa lạ. Bạch Kỳ Dĩ đã về Thượng Hải. Bạch Kỳ Dĩ còn chưa chết. Muốn giết Bạch Kỳ Dĩ không dễ dàng đâu. Giết một người không có đâu. Anh không giết để tôi. Mở thuốc áp điện này, tôi đã đầu tư nhiều tiền lắm rồi. Anh dám trong đại Thượng Hải làm áp điện hả? Thế là tức quá đi. Lần này không giết được Bạch Kỳ Dĩ, kết quả còn để cho hắn làm hư mối làm ăn của mình. May là tôi kịp thời dời cái mớ hàng đó đi, tổn thất mới không thê thảm. Thật ra Đại Thượng Hải là một nơi rất tốt để bán hàng. Bây giờ Bạch Kỳ Dĩ không cho chúng ta ở đó kiếm tiền, là muốn làm đứt đường làm giàu của mình thôi. Yên tâm, Bạch Kỳ Dĩ bây giờ chỉ là một con cọp không có răng. Nó vốn không có đáng sợ. Ý của anh là lần này nó phát hiện tôi giấu thuốc áp phiện ở trong hầm rượu của Đại Thượng Hải, nó chỉ răng dạy tôi một trận. Nếu như là ngày xưa, khẳng định là nó không thèm nói gì hết, lập tức giết tôi ngay. Coi bộ sau khi nó bị mất kiếp, nó đã thay đổi hẳn đi. Nó không còn đấu trí và tự ngạo. Có cần tôi giúp anh nhổ tận gốc rễ hay không? Người ta thường nói một câu, động không có bằng tỉnh. Được, nếu mình có kết thì được rồi. Tại vì mới hàng thứ hai sẽ được tới màu lắm. Vậy hả? Lần này số lượng là bao nhiêu? Sau khi bán ra thì đủ cho anh mua một cái đại Thượng Hải khác. Được, để dự chút cho chúng ta làm ăn được phát tài. Nè, cạn ly. Được, cạn ly. Có biết anh đang làm gì không? Vài ngày nữa đám cưới mà. Yên tâm, tôi phân biệt được rõ ràng. Bà xã mày là chánh, cái này chỉ là phụ. Chơi vui thôi. Tiếc là anh chưa ăn món chánh thì đã ăn chè rồi. Không có gì, tôi biết chỗ về nhà là được rồi. Thôi hết chuyện, tôi ra ngoài làm việc nha. Ôi à, bây giờ cậu trọng cậu muốn dẫn người ta đi đâu? Anh không thích nói trước với em, nhưng mà anh bảo đảm là em sẽ hài lòng, không cho em về nhà đâu. Hôn miếng đi. Chú Kiên, Đỗ Trọng, cậu đã sắp đám cưới rồi còn lo ăn chơi hả? Chết chứ qua mẫu đơn là ma cũng phong lưu mà. Tôi vô kiếm Kỳ Dĩ không quấy rầy anh phong lưu. Tặng cho anh nè, tôi thích con. Anh đã bỏ con rồi, em cấm anh không được tha lòng. Có em chọn không?
xảy ra chuyện gì? Có nhiều côn trùng, có nhiều côn trùng quá đi, có nhiều côn trùng, có nhiều côn trùng, có nhiều côn trùng. Nè, chết rồi, chết rồi. Đỗ Trọng, xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Đau quá đi. Anh Vĩ, chú Kiên, sao tôi ở đây vậy? Xảy ra chuyện gì? Tôi cũng đang định hỏi anh, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh không giống như cậu Vĩ, bị mất ký ức chứ? Xảy ra chuyện gì? Tôi như bị người ta đánh đập một trận vậy đó. Anh không phải bị người ta đánh, mà là tự đánh mình. Đối tượng, em nghiêm chỉnh suy nghĩ lại đi. Vừa rồi anh đã làm những gì? Vừa rồi tôi ra ngoài cửa, đột nhiên có một ngọn gió thổi cái khăn tơ gì tới đó, có nhiều côn trùng xuất hiện, thiệt dễ sợ quá đi. Hãy nói thật cho tôi biết, lúc ở trong miêu trại, anh có làm gì với ba Chi không? Thì có làm, nhưng mà... Có thiệt không? Vậy ba Chi có tặng gì cho anh không hả? Cô tặng một cái khăn tơ, tôi có nhận, nhưng ra ngoài trại miêu, tôi đã giục bỏ. Anh tưởng giục bỏ là hết chuyện à? Chú Kiên, ba Chi đã bỏ ngã trên người của anh hả? Các người nói Đỗ Trọng bị trúng ngải à? Nè, mấy cái chuyện này có truyền nhiễm hay không đây? Không đâu, ba Chi tốt như vậy, làm gì bỏ ngải trên người của tôi chứ? Đâu có gì lạ. Nói trở lại nha, vừa rồi anh hai nói là anh ở bên ngoài như là phát điên, theo tôi nghĩ chắc bị trúng ngải rồi. Đừng có hù tôi, có lẽ là vì lo chuẩn bị đám cưới quá, mệt mỏi thiếu ngủ chứ đâu có gì đâu. Là chuẩn bị đám cưới hay là lo ăn chơi? Hay là bữa nay đi bác sĩ kiểm tra sức khỏe đi. Không có cần kiểm tra đâu, tôi ghét nhất là đi bác sĩ. Không có sao, ngủ một giấc là hết chuyện. Sao đây? Về tới Đại Thượng Hải có thấy gì khác lạ không hả? Có chứ, có nhiều người và nhiều việc đã khác đi. Và cũng có nhiều việc không được rõ ràng. Sở trinh thám có bận lắm không? Đâu có bận rộn mà bác sĩ. Như là em gái của anh chắc là anh khó gặp được cổ. Đâu có phải, đôi lúc cũng gặp mà. Có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Tại sao bao nhiêu ngày anh không làm, anh lại thích đi làm trinh thám tư? Bởi vì tôi thích. Nhưng đâu bằng em gái của anh làm nghề mổ xác. Không phải mổ xác mà là khám xác. Không mổ làm sao khám đây. Cứ như vậy tôi lo là cô sẽ bị ế chồng. Anh cũng bận tâm tới nó lắm chứ. Từ lúc ngồi xuống tới bây giờ anh đã nhắc nó mấy lần. Sự thật anh thích nó cũng không sao. Mạnh dạn một chút, đi hẹn hò với nó đi. Đã có thử rồi, có bỏ mặt tôi. Ồ, thì ra nó bỏ mặt anh, cho nên anh hẹn tôi tới đây để uống rượu. Bạn bè với nhau uống rượu với tôi được chứ hả? Được. Anh đừng nói con người tôi không có tình bạn nha. Bây giờ có một cơ hội, coi anh có tài khiến em gái của tôi nói chuyện lại với anh hay không. Sao vừa rồi có cơ hội thắng em, anh lại ngừng tay? Mình chỉ là đội sức với nhau thôi, đừng nhất thiết phải phân thân kém. Coi bộ nghĩ anh em bị mất rồi gặp lại khá hơn ngày xưa nhiều. Như vậy có phải tốt hơn không? Nếu những người đáng ghét bị mất ký ức xong lại biến thành dễ thương thì tốt biết mấy. Bộ có nhiều người khiến cho em đáng ghét vậy hả? Không nhiều, một người là đủ lắm rồi. Vậy hả? Đây người nào? Đến hai xử cho em. Đừng nhắc tí nữa, mình tập tiếp. Lát nữa mới tập đi, anh đi nhà vệ sinh. Lát nữa tập tiếp. Thank you.
Về tư lý, anh đã chờ thần danh hạ của tôi từ lúc nào? Cô gửi lại thì được rồi, mỗi ngày đều gửi thì thoải mái hơn nhiều. Tặng cho cô. Anh đừng có cười hề hề hoài có được không? Chuyên gia nói là đàn ông đứng trước mặt người đàn bà mà mình yêu thích thì thường hay bị thất khống và làm chuyện dại dột. Anh thất khống là chuyện của anh, miễn là ở đây không quan nghênh anh. Tố Tố à, thật ra là vấn đề gì? Ông vậy, mọi sự cá nhân, nếu ông không hồi tịch. Tôi biết, tôi biết trong lòng của cô tôi bị khai trừ hồi tịch. Nếu là như vậy, tôi có thể xin gia nhập hội viên lại đó mà. Thật ra là vấn đề gì có thể nói cho tôi biết mà. Bây giờ anh của cô đã về tới rồi, còn muốn sao đây? Sao anh vẫn không hiểu? Vấn đề không phải là anh của tôi. Vậy tôi lại càng không hiểu. Hèn chi người ta nói đàn bà là động vật khó hiểu nhất trên thế gian này, còn đàn ông thường dùng hết sức lực và thời gian suốt đời để đi thấu hiểu cổ. Tôi ghét nhất là thái độ không có được nghiêm túc của anh. Tôi không phải là không nghiêm túc, tôi thật lòng với cô đó mà. Nhiều khi dỗ ngọt cô tôi mới không nghiêm túc thôi. Tóm lại tôi không muốn thấy mặt anh. Tố à, tôi không phải là không muốn đàng hoàng. Đàng hoàng đâu phải là khó khăn gì. Ông Đỗ, theo kết quả mẫu kiểm tra toàn thân cho biết cơ năng thân thể của ông mọi việc như thường, sức khỏe tuyệt đối được khá. Thiệt hả? Bác sĩ, tôi thì hoàn toàn không có gì hết. Nhưng mà mấy hôm trước tôi... Có lẽ là vì anh sắp đám cưới bị căng thẳng quá, cho nên mệt mỏi quá độ thôi. Chỉ cần ráng nhẹ nhàng một chút thì không có chuyện gì đâu. Cảm ơn. Đỗ Trọng. Cô bác, sao để chú rể vừa đi vừa cười, làm việc ở gần đây hả? Không phải, tôi đến nhà thương lấy báo cáo khám nghiệm sức khỏe. Không có gì chứ? Không có gì, bác sĩ nói tôi thiệt là khỏe lắm, có thể đánh chết mấy con cọp đó. Đánh cọp thì được, nhưng đừng có đánh vợ. Đâu có, vợ dùng để thương mà. Sao đây, chỗ eo này chặt không? Không đâu, nhưng mà mặt lên nhìn thấy hơi mập. Đâu có, cô bận bộ áo cưới này nhìn lên đẹp lắm mà nghe. Thiệt? Quyến Nhi, sao rồi? Anh tới trễ, đã hẹn với em 2 giờ. Anh coi mấy giờ rồi, 3 giờ mấy lận. Chưa đám cưới đã giống như con diều đứt dây. Đám cưới xong, không biết anh có biết đường về nhà hay không? Làm gì có, bà xã của anh đẹp như vậy, sao lại không biết đường? Vừa rồi anh đã đi đâu? Về Đại Thượng Hải, làm xong các việc khác. Đừng có giận mà, giận gương mặt sẽ bị nếp nhăn không có đẹp đâu. Coi như anh hung đền bù một cái nghe hả? Đừng mà, có người ta ở đây. Ông Đỗ à, mời ông qua bên này thử lễ phục của ông nha. À được, thử cái áo của em nha. Bà chị à, em tới Thượng Hải tại sao không thông báo cho anh biết một tiếng để anh ra đón? Anh nói đi, tại sao anh gạt em? Anh nói là chiều mình em, không có tài lòng mà. Chứ sao bây giờ đám cưới với người ta? Chỗ này là công cộng mà, em đừng khóc như vậy. Nè, bà chị à, thôi đi, đừng khóc nữa. Đừng khóc nữa. Thật ra anh rất là nhớ em. Anh đám cưới với cô đó chẳng qua là bị ép thôi. Bị ép? Em tin anh đi. Ở ngoài phố nói chuyện không có tiện đâu. À phải rồi, em ở Thượng Hải ở chỗ nào vậy? Em ở cái quán trọ kế bên ga xe lửa. Vậy nghe, em về trước đi. Nhớ đừng có chạy loạn. Tối một chút anh tới quán trọ kiếm em để giải thích tường tận với em có được không? Anh tới thiệt? Khờ quá, sao anh lại gạt em? Yên tâm về chờ anh đi. Anh thiệt phải nhớ tới nhờ. Em yên chí đi, hẹn tối nay gặp nghe. Hãy nhớ, đừng có suy nghĩ dớ dẫn và đừng có khóc nữa, có biết không?
À, bên Pháp vừa gửi qua hai bình rượu đỏ, có thích uống với ba không? Dạ được. Mùi vị rượu này con thấy sao? Khá lắm. Dáng vẻ của con nói cho bà biết là con đang có tâm sự. Ba, con định vài ngày nữa tới về trại Miêu Tây Giang. Con không định ở luôn đó chứ? Điều này con chưa nghĩ tới. Nhưng lúc mà con rời khỏi Miêu Trại, con đã có hứa với ba Châu, khi con về tới Thượng Hải, dù có xảy ra chuyện gì, 3 tháng sau con nhất định trở về kiếm cổ. Cái gì à? Con thiệt thương ba Châu? Hôm đó con bị thương, nếu không phải nhờ cổ cứu con và tận tình chăm sóc cho con thì con đã chết rồi. À, có lẽ đây là duyên phận đó. Nhưng về tới trại Miêu gặp cổ rồi, có kế hoạch gì? Con không biết. Hay là con dẫn cổ đến Thượng Hải đi? Không lẽ cổ có thể thích nghi với cuộc sống ở Thượng Hải này hay sao? Con có thể thích nghi ở trại Miêu thì cổ cũng có thể thích nghi ở tại Thượng Hải vậy. Người chúng ta có một câu châm ngôn: lấy chồng là phải theo chồng. Ba với Tố Tố rất là hoan nghênh ba Châu tới ở chung với chúng ta. Đỗ Trọng, em thiệt lo là anh không tới. Được rồi, vào trong nói đi. Anh quyết định không có đám cưới nữa và cùng em bỏ trốn. Chúc mừng chúng ta ở chung với nhau. Càng ly. Em không biết uống, hay là anh tự uống đi. Khờ quá đi. Anh uống một mình đâu phải là chúc mừng. Uống một ly nghe. Nè. Đỗ Trọng à, anh có phải cùng em về trại Miêu hay không? Anh đã nói với em rồi, anh đám cưới với cổ là bất đắc dĩ thôi. Trong thâm tâm của anh chỉ có một mình em, cho nên anh thà dứt bỏ tất cả ở Thượng Hải, cùng em cao bay xa chạy và sống chung với nhau. Anh Trọng, anh tốt với em quá. Em quyết định đời này cũng sẽ ở chung với anh. Hôm nay được vui như vậy, em nhất định phải uống cho say sưa. Xin lỗi ba chị, đừng quên trách tôi bất đắc dĩ thôi. Hãy ngủ một giấc đi, đợi khi tỉnh lại tôi đã làm xong hôn lễ rồi. Xe lửa sắp khởi hành, tôi phải đi. Chiếc đồng hồ này coi như tặng cô làm kỷ niệm. Đừng có nhớ tới tôi nữa. Khi cô tỉnh lại, coi như là một giấc mơ đi.
Anh Trọng. Anh Trọng. Anh Trọng. Anh Trọng à, mở cửa. Anh Trọng, mở cửa ra đi. Anh Trọng, đó thật đó. Sao anh lại tới Thượng Hải này vậy? Tôi tới kiếm ba chị. Ba chị cũng đã tới đây. Nếu tôi đoán không sai, nó nhất định là tới kiếm bạn của anh. Anh muốn nói Đỗ Trọng. Từ ngày các người rời khỏi Đại Miêu, ba chị đã thay đổi hẳn đi. Cô trầm lặng ít nói. Có một hôm không nói năng gì đã mất tích. Tôi nghĩ cô đã tới Thượng Hải để kiếm Đỗ Trọng. Nhưng mà hôm nay Đỗ Trọng đám cưới. Đỗ Trọng không thể đám cưới đâu. Đời này kiếp này con không thể gần gũi một người đàn bà khác. Em đang làm gì đây? Anh xấu quá đi, bỏ lại em một mình. Người này không có cho anh ra ngoài. Anh em đang chúc mừng anh mà. Coi anh kỳ uống sai như vậy. Để em đi lấy khăn lông đắp cho anh. Em muốn đi đâu? Anh muốn làm gì? Gọi không được. Đừng gọi điện thoại nữa. Nếu không cản ảnh thì không kịp đâu. Cái gì? Đối tượng bị trúng ngải. Đúng vậy. Ba chị đã bỏ ngải tâm trên mình của Đỗ Trọng. Cho nên Đỗ Trọng đời này kiếp này chỉ có ba chị mà thôi. Nếu như không, hắn sẽ bị trở cơ mà chết. Diệp làm sao? Hôm nay đám cưới mà. Có lẽ là đang cùng với vợ. Bây giờ chỉ có cầu thần lạy Phật, mong là Đỗ Trọng không mau như vậy. Nếu không thì anh nhất định không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai. Đó là kết quả của những người đàn ông thành thị lương gạt cảm tình. À đúng rồi anh Cây, anh có làm rủi với ba Châu không? Tôi thì đó một lòng một dạ với cổ. Coi như là anh có lương tâm. Nói thiệt chứ, tôi quyết định vài ngày nữa tôi sẽ trở về Đại Miêu để kiếm ba Châu. Tốt. Thế là không tặng anh em của tôi. Tôi không quen làm người. Nhưng Đỗ Trọng cũng là anh em của tôi. Tôi không muốn anh xảy ra chuyện. Bây giờ mà chúng ta tới chuyện. Trời đất ơi, ai ở bên ngoài mà kêu reo dữ vậy cả? Ở bên công tử. Đỗ Trọng đâu? Ờ, cậu hai. Mau lên. Ông xã mau thức dậy đi. Ý sao mà ướt hết trơn vậy nè? Ông xã mau thức dậy đi. Ông xã mau thức dậy. Ông xã tỉnh lại đi. Ông xã. Ông xã thức dậy đi anh. Ông xã. Báo cáo khám sát của tôi, Đỗ Trọng bị chết vì bệnh tim cấp tính. Không thể nào. Lâu nay anh Trọng sức khỏe dồi dào, sao lại bệnh tim được? Đỗ Trọng thì bị chết vì bệnh tim. Điều này tôi cũng thấy lạ. Tại vì dạo trước Đỗ Trọng đã tới nhà thương của chúng tôi khám sức khỏe. Tôi có coi qua báo cáo, nói là sức khỏe của ảnh được bình thường lắm. Sao chỉ trong mấy ngày lại bị bệnh tim nghiêm trọng như vậy? Đây gọi là quả báo đó. Ba chị đã bỏ ngải tâm trên mình của Đỗ Trọng. Bây giờ anh đã thay lòng, cho nên ngải độc đã trở cơn
thì đương nhiên chết với bệnh tim. Anh là ai? Ba Chi lại là ai đi? Anh là anh Mạnh, là bạn của tôi. Và Ba Chi là cô gái mà Đỗ Trọng đã quen biết ở trong Trại Miêu. Ba Chi với anh Trọng có quan hệ gì? Sao lại không nói thật chứ cỡ? Chính là vì Đỗ Trọng không những là gạt đi cảm tình của Ba Chi mà còn lấy đi trinh tiết của cổ. Anh nói bậy, anh Trọng không phải là thứ dân đó đâu. Không chừng là con yêu tinh đó đã dụ dỗ anh Trọng. Cô bỏ đi, Đỗ Trọng đã qua đời rồi, tất cả những chuyện cũ bỏ qua đi. Anh Mạnh à, anh khẳng định là Đỗ Trọng bị trúng ngải hả? Anh tưởng là tôi đem chuyện này nói chơi hay sao? Theo như tôi biết, nếu như bị trúng ngải thì ở trong bụng đầy mấy con trùng đó mà, rồi sẽ bị lủng bụng lòi ruột ra mà chết. Nhưng mà khi mà chúng tôi giải phẫu ảnh thì phát hiện ở trong bụng vốn không có trùng. Ngải độc có nhiều loại, nếu mà trúng ngải khác thì sẽ có cách chết khác nhau. Tôi đã nghiên cứu một thời gian lâu ở Trại Miêu, suy đoán ra cái loại ngải này có thể là một loại vi khuẩn có thể gây chết người. Và loại vi khuẩn này chỉ cần đi vào thân thể của chúng ta thì sẽ phát triển thiệt nhanh. Tôi thì không muốn nghe buồn ngải cái gì nữa đâu. Anh Trọng đã qua đời, tôi mong là có thể sớm được lãnh về di thể của ảnh để chôn cất cho ảnh. Chị yên tâm, bác sĩ Hồ sẽ đưa chị ra ngoài làm thủ tục. Xin mời theo tôi. Chỉ cần mình kiếm được Ba Chi là có thể biết cổ có bỏ ngải giết anh Đỗ hay không. Nếu mà tôi đoán không sai, Ba Chi phải trở về gặp Đỗ Trọng một lần cuối mà. Nói như vậy thì có chuyện ngải hay sao? Theo như sách cổ ghi lại, thời thượng cổ Trung Quốc đã có ngải thuật tồn tại rồi, và tình hình nhất là ở vùng biên cương. Sách cổ có nói ngải thuật là cái gì hay không? Ngải là trùng. Thật ra chỉ cần tách chữ ngải ra, chúng ta sẽ hiểu được minh bạch. Chữ ngải phía trên có ba nét trùng, ở dưới là minh ý là khí cụ, lấy nghĩa là bỏ các loại con rắn, con trùng, chuột, kiến vào trong một cái lu, rồi để cho chúng tàn sát lẫn nhau cho tới chết. Rồi cuối cùng con nào còn lại, đó là con ngải. Cho dù cái con ngải còn lại đó chỉ là một con trùng thôi, một con trùng thì có khả năng gì lại giết người trong vô hình như vậy chứ? Những ngày mà tôi ở trong Miêu Trại, Đại Kinh Bản Lão, ông có nhắc tới chuyện buồn ngải. Ông nói mỗi loại ngải đều cần có một sinh vật làm đồ bồi dưỡng cho ngải, chẳng hạn như là nhện, hay là bồ cạp, hay là những con trùng quái lạ khác. Có nhiều khi phải dùng nội tạng của động vật để mà làm đồ bồi dưỡng. Còn về ngải tâm là dùng trái tim của con chim. Wow, thì khủng khiếp vậy hả? Nghe tụi tôi nói là lúc ở Miêu Trại, cô đã từng gặp được một giảng sư lúc mà cô học ở Minh Đức. Vì giảng sư này đang nghiên cứu về ngải của Miêu Trại. Theo như ta suy đoán, ngải có thể là một loại vi khuẩn. Ha, cảm cúm cũng do vi khuẩn mà ra thôi. Tại sao cảm cúm có thể truyền nhiễm mà ngải thì không hả? Tỷ dụ là vi khuẩn cảm cúm, nếu như sức đề kháng mạnh thì không bị truyền nhiễm, còn như đề kháng yếu là sẽ bị truyền nhiễm. Vi khuẩn với ngải khác nhau, ngải chế trên mình một người đặc định, hoàn cảnh đặc định và thời gian đặc định mới phát huy ra tác dụng. Wow, thiệt lợi hại vậy hay sao? Thông thường mình xem giờ cũng có lúc lộn mà. Nếu như ngải biết nhận người và thì giờ, thì ra ngải còn lợi hại hơn con người hay sao? Vậy tư lý, ngày mai cử hành đưa đám Đỗ Trọng, anh có đi phúng điếu không vậy? Phúng điếu? Ý của phúng điếu không từ Đỗ Trọng, có phải không anh họ? Anh thì không nghĩ như em đâu. Tôi nghĩ tốt nhất đừng có đi, bởi vì chuyện lần trước tôi tối vẫn còn giận. Anh đừng gây thêm chuyện. Chị, phải là tôi, con tiện nhân này giết chết Đỗ Trọng của tôi, còn dám tới đây? Chị hãy bình tĩnh đi, đừng làm chuyện vô dụng. Tôi đã bình tĩnh lắm rồi, tôi phải trả thù cho anh Trọng. Chị bắn đi, tôi đã tới đây là đã chấp nhận cái chết. Bà Chi, đừng nha. Người đàn bà họ Tiện này hại chết anh Trọng, còn dám nói ra những lời như vậy. Tại vì anh làm trái lời hẹn trước, anh bị chết là anh từ chuốc lấy thôi. Bây giờ anh đã chết đi rồi, cũng từ lúc coi ai yêu ảnh nhiều hơn. Con tiện nhân này, ta phải giết mày để trả thù cho anh Trọng. Buông tay ra, ta phải cho chị biết chị của tôi là người yêu Đỗ Trọng nhất.
bà chị. Bình tĩnh lại đi. Bà chị. Chị mơ. Bà chị. Bà chị. May là lần này tối thuyết phục được Quỷ Nhi. Nếu không, không biết phải xử thế nào. Trò xương của ba chi vào đổ trọng, thiêu đến nỗi không phân biệt ra là của ai. Em nghĩ đây là một cách làm tốt nhất. Được như thì tốt. Bây giờ đem tro cốt của đổ trọng và ba chi rải trên sông. Ít ra trong cảm giác họ không còn lan nhăn với nhau nữa. Mong là Đỗ Trọng và ba chị có thể được an giấc. Anh Mạnh, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Sao anh biết được ba chị nhất định chết chung? Con gái trại miên của chúng tôi, ai nấy cũng đều dám yêu dám hận. Tôi và ba chị ba châu cùng lớn lên từ nhỏ. Tôi rành tánh của họ lắm. Họ không yêu thì thôi, đã yêu thì nhất định yêu cho đến cùng. Cho dù người đàn ông mà họ yêu thích có thay lòng, thì họ quyết sẽ không muốn sống ở trên đời nữa. Nếu thiệt yêu thích đối phương, sao phải bỏ ngại cho người mình yêu để hại chết ảnh? Có lẽ là các người cho rằng đây là lời hứa hẹn của tình yêu. Người con gái của trại miên chúng tôi khi đã bỏ ngại tâm vào người của mình yêu, cho dù bên nào thay lòng, người bị chúng ngại tâm sẽ tự trở cơn mà chết, và người bên kia cũng sẽ bị chết theo để chứng tỏ lòng trung tình với người yêu. Cũng giống như ba chị và Đỗ Trọng hả? Đúng vậy. Nếu như hôm xưa Đỗ Trọng không phải là có lòng gặp ba chị, thì anh sẽ không có bị trúng ngại và cũng không bị trở cơn mà chết đâu. Thôi được rồi, bước qua khỏi quả bồn mọi việc sẽ tốt lành. Ba, anh Kiên, anh Phú. Ba, anh Kiên, anh Phú. Sao đây? Chuyện của Đỗ Trọng đã làm xong rồi hả? Coi như đã kết thúc. Đời người thiệt là mong manh, thoáng cái đã mất rồi. Ai biểu nó không đàng hoàng, đi sáp với một con gái trại miêu lại biết dùng ngay. Kỳ Dĩ à, lúc cậu ở trong trại miêu có gây nợ Phong Lưu gì hay không? Kỳ Dĩ à, con không phải nói là muốn về trại miêu gặp ba châu hay sao? Con chuẩn bị chừng nào đi đây? Con định là mấy ngày nay con đi rồi, nhưng mà vì cái chết của Đỗ Trọng, con muốn ổn định cho ba má của ảnh và vợ của ảnh rồi con mới lên đường. Không được. Anh Cây à, nếu mà anh không giữ lời hứa với bà Châu, nội trong 3 tháng phải về trại miêu đi gặp cổ, thì anh và bà Châu cũng giống như ba chi và Đỗ Trọng vậy. Anh Mạnh, ý của anh là bà Châu cũng đã bỏ ngại anh hai của tôi? Gái miêu các người thì là phiền phức quá, sao gặp ai cũng bỏ ngại hết vậy? Lão đại à, ông làm sao đây? Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không làm chuyện bất trung với ba Châu đâu. Anh hai, cẩn thận chút là hơn. Anh với anh Mạnh hay về trại miêu để gặp ba Châu đi. Đúng đó, đừng để sinh ra chuyện không hay. Phú à, lập tức tới cục đường rầy kiếm Lão Hà, rồi đặt 2 tấm vé đi Quảng Tây cho Kỳ Dĩ. Nhớ đặt loại thượng hạng nữa nha. Đi mua vé nè. Đi. Anh hai, anh yên tâm, em sẽ săn sóc cho ba, cho em chuyển lời hỏi thăm tới ba Châu. Được, em yên tâm. Anh và anh Mạnh tới Quảng Tây thì lập tức liên lạc cho em liền. Anh hãy bảo trọng. Chào anh Mạnh. Cô cũng bảo trọng. Đã tới giờ lên xe rồi. Bảo trọng. Ừ. Bạch Kỳ Dĩ, Phan Nghi. Ông Bạch, tôi nghi ngờ có liên quan tới vụ mưu sát. Bây giờ phải chính thức câu lưu. Anh nói là tôi giết người. Tối đêm hôm qua, ở đằng sau hẻm có một quán rượu kiểu Nhật. Ở đường Tịnh An có một vụ án hung sát, có một người Nhật bị giết chết. Chúng tôi nghi ngờ cái vụ hung sát này có liên quan tới ông Bạch. Sao nói vậy? Ở hiện trường, chúng tôi kiếm được hộp quẹt này. Và trên cái hộp quẹt có khắc 2 chữ KW. Tôi tin rằng là của ông Bạch.
Xin lỗi, tôi không có ấn tượng gì hết. Thật ra những chuyện trước kia tôi đã không còn ấn tượng gì. Tôi có thể khẳng định một việc, khi tôi trở về Thượng Hải tôi chưa bao giờ hút thuốc. Nếu như ai nấy đều nói là không nhớ được, chúng tôi được nhàn hạ rồi. Ông Bạch, tối hôm qua sau 12 giờ cho tới 2 giờ sáng, khoảng thời gian này ông ở đâu? Tôi ngủ. Đi ngủ? Ông làm chủ của vũ trường Đại Thượng Hải mà, sao ngủ sớm quá vậy? Thực ra mấy năm nay tôi đã quen lối sống ở trong trại miêu, cho nên khi về Thượng Hải thường ngày tôi vẫn đi ngủ sớm. Như vậy thì anh cho tôi biết khoảng thời gian này có nhân chứng nào chứng minh là anh ở trong nhà ngủ hay không? Ba tôi, em gái tôi và người nhà, họ đều là người nhà của anh mà. Ai mà biết họ có thông đồng với anh cho khổ cung giả hay không? Có người nào không quen thân với anh, họ có thể đứng ra làm chứng không? Tôi đã có nói rồi, lúc đó tôi đã ngủ, làm sao có những người không quen biết đứng ra làm chứng cho tôi? Nè, ông Bạch, ông nhận coi có quen biết được người này hay không? Không quen. Thật là không có chút ấn tượng gì sao? Không có ấn tượng gì hết. Trước khi bị mất ký ức, anh có nhiều kẻ thù lắm. Có phải ổng là một trong những kẻ thù của anh không? Anh cũng nói là trước khi bị mất ký ức mà. Như vậy bây giờ làm sao tôi nhớ lại hết? Anh nói là anh với người chết không có quan hệ gì hết, thì tại sao đi xe lửa gấp gáp rời khỏi Thượng Hải như vậy? Tôi tới Quảng Tây để thăm một người. Đi thăm người? Không phải bỏ trốn hả? Tôi vốn không có giết người và không quen biết người này. Các người nói lý lẽ có được không? Vô đi. Thưa sếp, tất cả nhân chứng đã tới đầy đủ. Anh hỏi ba người họ có nhận ra ai không tủ hay không? Họ nói cái gì? Hung thủ chính là hắn. Cái gì? Không cho bảo lãnh? Phải rồi, sao lại không được bảo lãnh? Ông biết không đây, Bạch Kỳ Dĩ đã giết chết người Nhật Bản, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ hết. Quan hệ trọng đại, cấp trên ra lệnh không có ai được bảo lãnh hết. Nếu như không được bảo lãnh thì tôi phải gặp nó. Vậy cũng không được. Bởi vì anh giết chết người Nhật Bản là người phụ trách tối cao của hội xã Đại Hòa Chù Thức, địa vị chỉ ở dưới tổng lãnh sự Nhật Bản thôi. Bây giờ Nhật Bản đề ra một kháng nghị, cho nên bất cứ ai cũng không thể gặp mặt đâu ạ. Thông cảm một chút cũng không được. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Bạch lão đại à, cái chuyện này tôi thiệt là giúp không nổi, xin lỗi nha. Không cần phải nói nữa, Kỳ Dĩ nhất định đã bị người ta giá họa rồi. Giới tánh của Kỳ Dĩ, có phải là người Nhật Bản đó không biết chuyện gì đã chọc giận tới cậu hay không, rồi làm cho cậu nổi giận, đè nén không được mới giết người? Kỳ Dĩ hả? Ngày xưa thì tôi không dám bảo đảm, nhưng mà từ lúc cậu từ miêu trại trở về Thượng Hải, cậu không hề giết người. Cả việc gây gỗ với người ta tôi cũng không thấy. Vì có phải kẻ thù ngày xưa của Kỳ Dĩ đã hại cậu hay không? Anh cũng biết, trước kia Kỳ Dĩ đã kết quán với nhiều người lắm. Chuyện người trong giang hồ thanh toán với người trong giang hồ, sao tự nhiên lây lan tới người Nhật Bản chứ? Nếu như để tôi biết được ai hại Kỳ Dĩ, tôi nhất định không tha cho nó. Chúng ta đừng nói tới vấn đề này, quan trọng là phải cứu anh hai cho mau. Đúng vậy. Bây giờ anh cây đã bị trúng ngải tâm, nếu trước kỳ hạn không thể về trại miêu thì anh cùng với ba châu khó thoát chết. Lão đại à, anh nghĩ lần này khi không Kỳ Dĩ bị bắt, có phải là có người muốn cản anh trở về miêu trại hay không hả? Anh nói là có người biết Kỳ Dĩ đã trúng ngải, cố tình dùng phương pháp này để nó không kịp về trại miêu để giải độc hả? Không sai. Cho dù sau này có được phóng thích vô tội, nhưng cũng đã bị trúng ngải mà chết rồi. Đối phương dùng cách này thì là ác độc. Có những ai lại làm như vậy? Tiếc là phòng tường bộ không cho mình gặp Kỳ Dĩ,
làm chúng ta không biết phải xử sao. Hoa, hành nhân này ăn ngon thiệt, mua đâu vậy? Không có phải mua đâu, là chính tay của tôi làm. Rải muối lên rồi mới xào, có phải thơm hơn hay không? Hèn chi ăn ngon như vậy. Anh thích hả? Lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn. Lần sau làm hành nhân khác nha. Được, đâu có khó khăn gì. Chuyện gì? Ông chủ, hai người đổi tánh rồi hả? Sao đầu duyên quá vậy? Lâu nay chúng tôi là vậy mà. Chỉ là khả năng quan sát của anh thấp quá, không phát hiện thôi. Cái gì? Khả năng quan sát của tôi thấp? Tiểu Quách, có phải là khả năng quan sát của tôi thấp không đây? Không phải, nhưng mà anh phải biết tôi thích ăn đó mà. Dạo này cô Thiện lại thích làm đồ ăn, cho nên mới khen thêm vài câu. Thiệt sao? Tôi cứ thấy là hai người đang có chuyện giấu tôi. Đâu có chuyện cũng giấu không nổi em mà. Vậy thì tốt. Tiểu Quách à, than thở sắp đi Hồng Diệp uống nước nha. Uống nước? Phải. Không được, Tiểu Quách đã hẹn với tôi đi cine. Cô nói cái gì? Hai người hẹn nhau đi cine? Đâu có gì lạ, hai người chúng tôi không thể đi coi cine sao? Phải rồi, bạn bè đi coi cine là chuyện thường thôi. Đúng mà, đi cine là hoạt động xã giao bình thường thôi. Hai người nói chuyện thiệt hợp trời lắm chứ. Này Tiểu Quách, đừng có nói tôi không nhắc nhở anh. Con Thiện thích coi mấy cái phim khóc lóc sướt mướt thì buồn chán lắm. Anh theo tôi đi uống nước thì còn hơn. Là bạn bè, dĩ nhiên tôi muốn theo anh đi uống nước. Nhưng mà làm đàn ông, tôi quyết không thể nuốt lời, không giữ tín dụng. Biết rồi, vậy có nghĩa là? Nghĩa là nếu anh muốn rủ bạn đi uống nước thì kiếm người khác đi đi. Tôi kiếm người đi uống nước với tôi thì thiếu gì? Vậy thì Lý. Tô Tô, anh có rảnh không? Rảnh. Vậy chúng ta đi. Nè Tô à, đi đâu hả? Phòng tuần bộ. Phòng tuần bộ. Văn hồ trăm mông, biên pha mù không, biên sở hòn, đầy biên thiên hông. Yên yên hoàn hoàn, đi nhập mây công, không, chắc thời gian sắt hông. Quang như ảnh, 再不相逢，进化做期望。